Theo bản tin lúc 14 giờ ngày 16 tháng 9 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới dự kiến di chuyển vào Biển Đông trong ngày 17 tháng 9 và mạnh lên thành bão vào ngày 18 tháng 9. Theo đó, hồi 13 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 123,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6-7, 39-61 km/h, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày 17 tháng 9, áp thấp di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/h vào Biển Đông. Vị trí áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h và mạnh lên thành bão. Vị trí bão cách Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Các chuyên gia dự báo, từ sáng 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9, 75-88 km/h, biển động. Sóng biển cao 2-4 mét, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.